Rồi ở đây các bạn sẽ chú ý cái slide 6 giúp cho thầy. Như vậy trong phần này thì người ta sẽ nói về cái điều kiện ha, condition này của chúng ta, nó là những cái mà có điều kiện. Như vậy thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái VIF nè, VIF LIF, cái này là chung một bộ nha, cái này là chung một bộ. Rồi cái show thì nó cũng gần gần giống như là IFL, tức là nó cũng có đúng sai, đúng ha, thế nào là đúng, thế nào là sai. Đối với lại cái IF này nè thì mình có thể so sánh với cái giá trị khác để cho nó ra là true false. Ví dụ tên bằng Hùng, nếu đúng như vậy thì là true. Còn cái V show thì thường nó là giá trị true false, show hay là không show. Đó. Như vậy thì bạn có thể kết hợp cả hai cái này để làm việc cùng nhau. Chúng ta sẽ quan tâm đến if trước. Còn cái for này nè, thì hôm trước mình cũng đã làm việc khá là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ nhắc lại. Nó liên quan đến phần danh sách. If, L, L if. Như vậy trong cái demo này của chúng ta, nếu như, đây là VIF nè, nếu như sin thì bạn nhìn thấy. Vậy sin này là gì? Nó là một biến. Và chúng ta khai báo cái biến này ở dưới này là dùng cái refer. Hôm trước mình có cái gì ta? Ngồi cái refer này ra thì nó có cái gì nữa? Thì gì? Khi mà dùng để khai báo một biến nè. Ví dụ như chỗ này mình có cái thằng sin này nè. Thì mình refer, mình gán giá trị ban đầu cho nó là true. Vậy thì ngồi cái này ra thì mình còn cái gì nữa không? Thì gì nữa? Ừ đúng rồi, reactive. Như vậy cái này là chúng ta khai báo những biến có giá trị đơn giản. Còn reactive, mình khai báo những biến mà nó có giá trị phức tạp hơn. Ví dụ như cấu trúc, lòng trong cấu trúc. Đó, chú ý lại chỗ này giúp thầy. Như vậy thì ở đây, trong cái đoạn code này của chúng ta đang nhìn thấy, thì nó sẽ có ý rằng chỗ này là cái span này là một cái đoạn văn bản mà không xuống dòng. Nếu như bạn để thẻ B thì hai cái thẻ B nó sẽ là hai paragraph nó xuống dòng. Còn nếu mà bạn để hai cái thẻ mở rộng này thì nó cùng một dòng với nhau, nó không có tự nhảy xuống. Chú ý tại sao mà người ta dùng cái span này. Dùng thẻ B cũng được, dùng thẻ H1 cũng được. Chỗ này chúng ta sẽ có là import cái thư viện của Vue.js vào. Và thư viện này là thư viện refer. Và chúng ta sẽ xuống dùng cái từ khóa là con để khai báo cái biến có tên là sin. Bạn có thể khai báo cái biến chỗ này là biến A, chữ A, chữ B, chữ C. Chữ hồng, chữ hoa, chữ huệ gì cũng được cả. Và chúng ta gọi nó lên đây. Nếu như VIF, tức là nếu như sin là true, thì cái span này, tức là cái đoạn nội dung này nè, sẽ xuất hiện. Còn nếu như cái sin này mà là false, thì cái đoạn này không thấy. Thấy và không thấy. Được chưa? Thấy và không thấy nha. Như vậy chúng ta sẽ có một cái demo ở đây. Đây là chúng ta đang nói ở trang 6. Trang 6. Vậy thì cái đoạn code của trang 6 của chúng ta ở đây. Đoạn code của trang 6. Đây, thầy viết lại. Còn cái chỗ này là thầy thêm mới thôi. Pattern. Thêm mới.
function thêm mới. Đây, nội dung của chúng ta chỉ có dòng này, ở dưới này là sin refer to. Chạy lại. Và ở bên cái chỗ widget close all, bên chỗ cái trang IPP, thầy đã import trang 6, trang 7, trang 8, trang 9 vào. Và chúng ta sẽ chạy cái trang 6. Chạy trang 6 thôi. Ctrl C, nếu bạn muốn bạn sẽ dịch lại. Đây, bạn đang nhìn thấy tôi. Nếu trong trường hợp mình đổi lại chỗ này thành phone thì sao? Lưu lại. Chỗ này biến mất. VIF, nếu giá trị là true thì cái đoạn văn bản đó chúng ta nhìn thấy. Còn nếu giá trị là false thì đoạn văn bản này chúng ta không nhìn thấy. Vậy trong trường hợp chúng ta có một cái thẻ deep thì sao? Deep. Đây là đoạn văn mới. Lưu lại cái. Lưu lại ha. Rồi chúng ta sẽ quay trở ra cái trang của mình. Đây là đoạn văn mới. Đúng không? Chỗ này thay vì thẻ deep, thầy để cái VIF thêm vào đây nữa. VIF thêm vào đây. Và thầy để là nghịch đảo của thằng sin. Thử coi chuyện gì xảy ra. Đây là đoạn văn mới. Bây giờ thầy đổi lại chỗ này là true. Theo các bạn, chuyện gì xảy ra? Nếu thầy đổi chỗ này lại là true, chuyện gì xảy ra? Mở lên. Bạn đang nhìn thấy tôi. Đoạn văn mới đâu rồi? Tại sao? À, nó là nghịch đảo của cái thằng sin. Sin của chúng ta là true, thì cái đoạn này thấy. Nghịch đảo của nó là false, thì cái đoạn này biến mất. Được chưa? Mình hiểu được if chưa? Nếu như đúng thì như thế nào, nếu sai thì như thế nào. Đó. Như vậy chỗ này chúng ta đã demo được cái bài đầu tiên của chúng ta ở trang 6 là VIF.